Thưa quý vị, miền Bắc trong ngày đầu tuần trời sẽ nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt ngày tăng nhanh, nóng xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành phố với mức nhiệt phổ biến từ 35 tới 37 độ. Trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, nhiệt độ sẽ ở mức cao 37 tới 38 độ. Và cũng từ ngày mai, thời gian nóng trong ngày sẽ xuất hiện sớm hơn. Ngay từ 10 giờ sáng đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 độ trở lên và sẽ duy trì liên tục đến tận 16-17 giờ chiều. Dự báo đỉnh điểm của nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc sẽ rơi vào khoảng ngày 27-28 tháng 6, tức thứ 3 và thứ 4 tuần tới, với ngưỡng nhiệt nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ lên tới 38-39 độ. Miền Trung cũng chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng, lại có thêm cả ảnh hưởng của gió phơn, trong ngày mai từ Thanh Hóa trở vào tới Khánh Hòa đều xảy ra nắng nóng. Trong đó các tỉnh có nóng gắt, nhiệt cao trên 37 độ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nóng từ 35 tới 37 độ, tại Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ từ 33 tới 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vẫn xuất hiện đều đặn về chiều và tối. Diện mưa ở Tây Nguyên giảm còn mức rải rác. Tại khu vực miền Tây của Nam Bộ vẫn là vùng có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên nhích nhẹ lên ngưỡng từ 29 tới 32 độ. Tại Nam Bộ miền Đông nhiệt độ từ 33 tới 34 độ. Còn tại miền Tây nhiệt độ 32 tới 33 độ. Trên biển, mưa rào và dông vẫn xảy ra ở mức rải rác ở cả khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang, các huyện đảo Thổ Chu, Phú Quốc và Côn Đảo. Còn ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió yếu biển lặng.